Và đây là món jasmine. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Jackie Channel. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một món rất là đẹp luôn, rất là xinh. Món này mang tên là jasmine. Thì jasmine được tạo ra vào khoảng giữa những năm 1990 bởi Paul Harrington ở quán bar tên là Taos House ở California. Và món này được đặt tên theo người bạn thời đại học của Paul, đó chính là Matt Jasmine. Khi mà anh đã thách Paul làm một cái món mà Paul chưa bao giờ làm, thì jasmine, theo Paul á, thì món này được tạo ra dựa theo một cái món classic cocktail mang tên là Bagel Club, cũng là rượu nền là gin và rượu mùi cam. Và món jasmine này được in trong cuốn sách của chính Paul Harrington, được xuất bản vào năm 1998 mang tên là The Drinks Bible for 21st Century. Ok, bắt đầu pha thôi. Nhớ nhấn like và subscribe nha. Và nguyên liệu cho món này thì chúng ta sẽ cần là 4 nguyên liệu mà nó rất là dễ tìm. Thứ nhất là một chai rượu gin. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ một chai rượu gin nào cũng được. Mình sẽ sử dụng chai Beefeater ha. Thứ hai mình sẽ dùng mình sẽ cần là Control, là một chai rượu mùi cam. Thứ ba mình sẽ cần là một chai Barry, một chai Aperitif, rượu đắng có mùi cam rất là thơm. Và cuối cùng là mình sẽ cần một ít lemon juice, nước ép chanh vàng. Ok, bắt đầu pha thôi. Và mình sẽ lắc các nguyên liệu lên. Ok, cho nên là mình sẽ bỏ các nguyên liệu vô đây nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 45ml của rượu gin. Rồi. Tiếp theo sau đó thì chúng ta sẽ bỏ vào lần lượt là 7,5 và 7,5ml của Control và Campari. Phenamil của Kimbari sẽ mang lại một cái vị đắng nhẹ nhẹ. Và cuối cùng thì mình sẽ bỏ vào khoảng 15-20ml của lemon juice. Ở đây mình sẽ bỏ vào khoảng 15ml nha. Ok. Sau đó thì mình sẽ cho đá vào và lắc lên thôi. Và sau đó thì mình sẽ trang trí nó với lại một cái miếng cam mà mình đã chuẩn bị sẵn ở đây nha. Ôi quá đẹp luôn, beautiful. Và đây là món jasmine. Yeah, bây giờ mình sẽ uống nó nha. Thật ra là nếu mà muốn trang trí đơn giản hơn một xíu thì các bạn có thể là sử dụng một cái hoa hồng nhỏ rồi các bạn kẹp ở đây cũng được, hay là cho các bạn trang trí đơn giản ở dưới cái tay cầm cái chỗ này cũng được. Nhưng mà mình muốn nhìn nó giống như là một cái người nữ công tước gì á, thì nên là mình cho một cái hoa, giống như là mình trang trí nó giống như là một cái hoa ở trên đầu họ. Ok, có thể hơi rậm một xíu. Chắc lấy xuống qua thì sao uống. Cái mùi cam thơm quá. Cái mùi cam của cái ly này rất là thơm nha. Tại vì mình vừa có Campari, mình vừa có Control. Còn mình có rượu gin nữa. Yum.
Cái món này làm mình nhớ tới mấy cái món giống như kiểu kim lệ vậy các bạn. Hay là White Lady, nó kiểu chua chua, ngọt ngọt, hơi đắng đắng nhẹ một xíu. Và cái mùi chua thì nó nhiều hơn. Nếu mà các bạn muốn, mới nãy thì mình bỏ 20ml, nếu mà các bạn muốn muốn mà ít chua hơn một xíu á, thì mình nghĩ là bỏ vào khoảng 15ml, sau đó dằn nhẹ với lại một xíu nước đường nữa là ok. Nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy mình khá thích cái món này, bởi vì thường mình thử á, thì mình thích cái vị chua nhiều hơn. Rất là ngon luôn, beautiful, rất là dễ pha. Rujin, cái mùi nồng nồng của rujin rất là thơm, kết hợp với lại control, kết hợp với lại Campari hơi đắng đắng nhẹ một xíu, rồi kết hợp với lại chanh, rất là ngon luôn. Thơm, mình nghĩ là thêm một xíu nước đường vô, giảm lượng chanh một xíu thì nó sẽ hợp lý hơn. Các bạn nốt luôn nha. Yeah, và đây là món Jasmine. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi đến tận bây giờ. Nhớ nhấn like và subscribe để theo dõi mình, đồng thời là theo dõi chuỗi video mình đang làm nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye bye.